Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em đến tiệm xe Toleco, thấy có mẫu xe mới ra rồi ạ. Còn mẫu cũ em thấy đang giảm giá nữa. Ở góc đằng kia trưng bày xe mẫu mới, còn ở đây là mấy dòng xe tay ngang, xe touring. Hãng Jet đang có mấy mẫu này ạ. Nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn có nhu cầu cần đặt những mẫu xe này, xin liên hệ em qua Zalo ạ. Bên này đang có mấy mẫu xe trưng bày MTB ạ. Nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn muốn mua được những mẫu xe trưng bày này, thì quý cô chú, anh chị và các bạn đừng quên nhấn nút kênh để cùng em theo dõi tiệm. Mấy chiếc trưng bày này chờ đến lúc sale giảm giá, tiệm bán rẻ lắm. Dạ, quý cô chú, anh chị nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha. Em thường xuyên đăng xe liên tục ạ. Mấy mẫu xe trong tiệm này, nếu như quý cô chú anh chị có nhu cầu cần, xin liên hệ em qua Zalo để em đặt hàng gửi về cho quý cô chú anh chị ạ. Mẫu xe mới nè quý cô chú anh chị. Có xe mới, đời xe cũ đã giảm giá rồi à. Chiếc đen này đang giảm giá. Madone SL6 Gen 7 đã giảm giá rồi. Mẫu xe mới đẹp quá quý cô chú anh chị ơi. Màu nước sơn nó đẹp dễ sợ luôn. Cái đèn sau này nó có camera báo cho mình biết trước là phía sau có xe hơi chuẩn bị chạy tới. Nhìn màu sắc nước sơn của khung sườn nó đẹp ghê hồn luôn. Thiết kế gọn ghê, không còn nhìn thấy cọng dây nào lòng thòng nữa. Gắn hai bình nước rất là đẹp luôn, rất là phù hợp với khung sườn. Còn bộ rúp đu lắc thì nó bóng giận ha. Nhìn xe màu sắc nổi hết sức nổi. Để em đi sang bên này xem giá khung sườn. Madone SLR Gen 8. Khung sườn này
gần 160 triệu ạ. Nếu mà lên đầy đủ, gắn bộ gúp đu lắc, nghiền bông tô lê ga, carbon, ghi đông, yên xe, phi đan, tính ra gần 300 luôn rồi. Mẫu trưng bày gắn sẵn hai cặp niền nè, như vậy ạ. Nếu mình mua khung sườn mà muốn gáp thành một chiếc xe rẻ tiền hơn, chọn bộ gúp đời thấp, niền thấp thì giá thành sẽ giảm đi. Nếu mà chơi tới luôn là mình gắn bộ SRAM Red vào là tầm khoảng 300 mấy ạ. Bây giờ khung sườn thì mình đã biết giá của nó rồi. Và bây giờ chỉ cần mình chọn sai, mình đặt khung sườn, sau đó mình chọn bộ gúp rồi niền theo túi tiền của mình là lên hoàn thành một chiếc xe hoàn hảo theo ý của mình luôn. Có gì quý cô chú anh chị liên lạc em qua Zalo, rồi mình sẽ đặt theo ý của mình. Còn chiếc đỏ này chạy đa địa hình nè. Giá cũng 100 mấy ạ. Gúp điện ạ. Loại đa địa hình này có hai mẫu ạ. Bên dưới này còn có rất nhiều mẫu xe nữa ạ. Còn bên trong kia bán quần áo, giày dép, các loại phụ tùng xe đạp ạ. Chiếc đỏ, chiếc màu xanh, chiếc màu trắng, khung sườn nhôm ạ, giá cũng bình dân. Ôi, cái khung sườn này bây giờ đã rã ra bán các linh kiện rồi, bán bộ rúp và niền rồi, bây giờ còn khung sườn, yên xe và ghi đông.
khung sườn làm đẹp dễ sợ luôn. Khung sườn Emonda này giá 100 mấy triệu ạ. Bánh răng ceramic cơ. Giá bánh răng này cũng 10 mấy triệu. Mắt kính giá tầm khoảng 6 triệu ạ. Có bán mẫu bình nước mới ạ. Có sẵn cái gọng nước đi kèm cùng luôn. Bình nước đẹp quá. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu cần lên một chiếc xe giống như vậy, thì xin liên hệ em qua Zalo ạ. Video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.